Cadillac CTS được thắng giải là chiếc xe của năm. Một lần nữa, Cadillac đã thắng. Chiếc xe CTS được thiết kế lại của thương hiệu Cadillac đã giành được giải thưởng chiếc xe của năm lần thứ hai trong 6 năm. Chiếc xe sedan thể thao được thiết kế lại, nay lớn hơn, nhẹ hơn và mắc hơn so với phiên bản trước. Tại Hoa Kỳ, doanh số bán hàng của Cadillac đã tăng 27% trong năm nay, lên đến hơn 148.000 chiếc. Và mặc dù doanh số bán của Cadillac gần đây đã gia tăng ở Trung Quốc, nhưng vẫn còn thua xa so với các thương hiệu của Đức như BMW, Mercedes và Audi. Nhưng thị trường Trung Quốc là rất quan trọng bởi vì đây là thị trường xe hơi mới lớn nhất trên thế giới. Các phân tích gia cho rằng Cadillac sẽ còn gặp một số thách thức trong việc nắm bắt thị phần, nhưng với danh hiệu là chiếc xe của năm, chiếc CTS mới sẽ giúp gia tăng doanh số bán hàng. Chiếc CTS được cho là có kích thước vừa đúng, hiệu quả cao, ít tốn nhiên liệu, có thể cạnh tranh với những chiếc xe của Đức và trên các thị trường khác. GM đã mở nhà máy sản xuất Cadillac mới gần Thượng Hải vào mùa hè này. Phó Chủ tịch Thiết kế Toàn cầu của GM, ông Ed Weinberg cho biết, công ty có các nhà thiết kế làm việc ngay tại Trung Quốc. Họ hiểu thị trường, họ hiểu những gì người tiêu dùng ở đây đang tìm kiếm. Điều quan trọng nhất của một công ty là phải biết khách hàng của mình, và GM biết khách hàng của mình ở Trung Quốc. GM đang nhắm mục tiêu gia tăng gấp 4 lần thị phần trong thị trường cao cấp của Trung Quốc lên đến 10% vào cuối thập niên này.